chương trình Như Loan và quên ai rồi, Như Loan và ai? Thanh Hà. Thanh Hà. Yeah. Thanh Hà xin gửi đến tất cả quý vị lời chào quý mến. Như Loan xin gửi chào đến tất cả quý vị. Happy New Year everybody. Quý vị ơi, bây giờ mình hết sức vỗ tay rồi phải không ạ? Thôi, Như Loan và Thanh Hà sẽ cố gắng làm quý vị thức dậy một xíu nữa nha. Để quý vị ráng cử động với Như Loan với Thanh Hà một xíu trong âm hưởng của mùa xuân. Xin chúc tất cả quý vị một mùa xuân thật là đẹp đẽ, tươi trẻ, an khang, thịnh vượng, sức khỏe, dồi dào. Yes, Happy New Year! Và sau đây xin gửi tặng đến tất cả quý vị nhạc phẩm Xuân Yêu Thương. Tất cả quý vị một lần nữa Như Loan sẽ nhường lại sân khấu cho nữ ca sĩ Thanh Hà.